OK, Hồng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần để cùng nhìn nhận lại toàn bộ tình hình thị trường trong tuần vừa qua cũng như sẽ có vài góc nhìn xu thế thị trường trong tuần mới và sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích tất cả các cái mã cổ phiếu chúng ta đã khuyến nghị ở trên Zoom, Zalo, Zoom VPBS NO01 và tất cả các cái mã cổ phiếu có dòng tiền mà chúng ta liên tục phân tích qua hàng tuần để cập nhật những cái thông tin mới nhất cho cộng đồng nhà đầu tư. Thì hiện tại thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ thoát cái Zalo bởi vì là hiện tại thì khá là nhiều những cái tin nhắn ở trên trên cái Zoom đang chat, vì vậy nên là chúng ta sẽ thoát đi để chúng ta tạm thời để chúng ta tập trung vào công việc để chúng ta phân tích tình hình thị trường. Thì trong cái bản điểm tin video số 72 trong cái bản điểm tin video số 72 phân tích thị trường chứng khoán từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9 thì Hùng Lê có đề cập đến cái mốc 995 điểm, tức là thị trường cần các cái tín hiệu để xác nhận cái vùng 995 điểm để có được những cái xu thế, để có được những cái xu thế tốt nhất và có được những cái yếu tố kỹ thuật để chúng ta đánh giá thị trường. Và sau đó và trong tuần thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là một cái tuần giao dịch rất là thành công của team Hùng Lê, bởi vì tất cả những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê phân tích, khuyến nghị và đề cập cho tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta thì đã có một cái mức tăng khá là tốt ở trong tuần vừa qua. Cùng với đó là phiên kết tuần thì VN Index của chúng ta đã có một mức tăng khá là ấn tượng khi mà VN Index của chúng ta đẩy về vùng 97,84 điểm, tức là chạm mốc 998 điểm của cái mốc cao nhất của tuần trước, với sự phục hồi lại của các cái nhóm ngành rất là tốt của Vinhome, trụ Vinamilk và một số các cái trụ khác. Thì Tiến Hùng sẽ đi phân tích chi tiết toàn bộ các cái mã ngành, các cái dòng của thị trường. Thì hiện tại cũng rất là vui, trong cái quá trình mà chúng ta làm team thì hiện tại đã có khoảng hơn 3.590 anh chị em là nhà đầu tư đăng ký kênh để theo dõi các cái bản tin hàng tuần của Hùng Lê. Thì Hùng Lê cũng mong là các anh chị của chúng ta sau khi mà chúng ta xem những cái video và có những cái góc nhìn tốt thì có những cái quan điểm đồng với Hùng Lê, thì các anh chị có thể share những cái bản tin này để cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có cơ hội được tiếp cận nhiều hơn và cũng có một cái góc nhìn, cũng có một cái góc nhìn tham khảo các cái phân tích của Hùng Lê. Tất nhiên là các cái phân tích của Hùng Lê thì đương nhiên nó mang đậm cái bản sắc của Hùng Lê, tức là nó mang đậm cái cá nhân của Hùng Lê. Chính vì vậy nên là những cái phân tích đó thì chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta làm những cái tài liệu tham khảo trong cái quyết định đầu tư của chúng ta. Còn hiện tại ở trên team Facebook thì Hùng Lê cũng đang chưa có nhiều thời gian để hỗ trợ tất cả những anh chị ở trên này. Thì cơ bản là chúng ta cứ đăng ký tham gia nhóm, và khi lượng thành viên thì bây giờ cũng có khoảng hơn 1.000 anh chị em tham gia. Nhưng Hùng Lê lưu ý lại là nếu những anh chị nào tham gia ở team gọi là team chứng khoán chiến binh trên từng con sóng, thì các anh chị lưu tâm giúp Hùng Lê một điều là các anh chị vào team để chúng ta bình luận, để chúng ta phân tích về thị trường chứng khoán. Tuyệt đối chúng ta không chia sẻ những cái bài quảng cáo như thế này. Chắc chắn là những cái nick này thì sẽ không bao giờ quay trở lại được team. Sau khi mà Hùng Lê duyệt và Hùng Lê kiểm duyệt lại thì những cái tin nhắn này hoặc là những cái bạn đã tham gia đã duyệt như thế này, thì hiện tại đã đang có 72 anh chị em tham gia. Thì tí nữa sau cái buổi bản tin này thì Hùng sẽ add các anh chị vào team. OK. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích toàn bộ tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu của họ nhà VIX. Thì đối với VIX, trong cái giai đoạn hiện tại thì gần như VIX đang có một cái nền đi ngang ở quanh nền giá ở đây là bao nhiêu? 115 đến 118. Và cái vùng hỗ trợ ngắn ở trong cái bản tin phân tích tuần trước thì cũng có đề cập đến ở đây là vùng 119. Vùng 119, và hiện tại thì trong một tuần vừa qua thì VIX đang đi ngang ở quanh vùng này, thì về cơ bản là tín hiệu cuối tuần thì cũng chưa thực sự là tích cực đối với mã cổ phiếu VIX khi VIX đã để mất cái vùng hỗ trợ ở đằng phía trên này là quanh vùng 121. Tuy nhiên cái kịch bản mà VIX giảm sâu thì khả năng sẽ là không có, và khả năng thì trong tuần thì VIX vẫn lình xình ở quanh vùng khoảng vùng 120 đến vùng 121 để ủng hộ xu thế của thị trường. Vinhome
VHM thì về cơ bản là trong tuần Vinhome đã đạt về cái target ở đây là target 90. Và trong cái bản tin tuần trước, trong bản tin 72 thì cũng có đề cập đến việc là Vinhome sẽ chỉnh về vùng hỗ trợ khoảng vùng ở đây là vùng bao nhiêu? Khoảng vùng 87.5, và trong tuần thì đã có những phiên Vinhome đẩy về vùng 87.5. Tại vùng này thì Hùng kỳ vọng là Vinhome sẽ test tích lũy tại đây, và một cái nhịp đánh của Vinhome nữa để chạm về khoảng vùng 95. Tức là như vậy thì Vinhome cũng sẽ là một cái trụ rất là quan trọng để đóng góp cái khả năng là thị trường của chúng ta có hồi được về qua mốc 1.000 điểm hay không. Vinhome cũng đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng. Ở những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Vinhome thì Hùng đánh giá là tích cực khi mà đã có một cây nến, tức là cây nến của ngày 26, ngày 26 tháng 9 thì đã có cây nến chạm về vùng 87.5 và sau đó thì rút chân lên, và phiên ngày hôm nay thì cũng một tín hiệu tăng khá là tích cực của Vinhome. VRE thì đối với VRE Hùng đã có những cảnh báo cho các anh chị ở vùng giá 34. Ở những tài khoản nào đang nắm giữ VRE ở vùng giá 34 thì chúng ta lưu ý, nếu như vùng 34 bị gãy thì đây là một cái tín hiệu hơi xấu đối với cổ phiếu này. Trong hai phiên gần đây thì cái động thái cơ cấu quỹ của VRE nó khá là lớn. Chính vì vậy nên là chúng ta có thể thấy rằng khối lượng của VRE nó mang cái tính chất đột biến. Chính vì vậy nên là cái dữ liệu hiện tại thì chúng ta sẽ không sử dụng để phân tích định lượng cổ phiếu VRE. Thì về cơ bản là VRE cần phải lên lại mốc 34. Còn nếu như sang tuần VRE tiếp tục đánh mất mốc 33 thì như vậy là VRE sẽ có xu thế tích lũy ở những cái nền thấp hơn, tức là sẽ là có một cái xu thế chủ đạo, sẽ xu thế giảm giá. Các anh chị lưu ý, đối với những tài khoản đang nắm giữ VRE thì chúng ta phải hết sức là lưu tâm. Nếu như có những cái tín hiệu kỹ thuật mà cổ phiếu này không hồi lại được thì đấy là một cái tín hiệu xấu của cổ phiếu. Chúng ta cùng đi phân tích mã cổ phiếu SAB. Về cơ bản SAB thì vẫn là một cái trụ đóng những cái vai trò hết sức là quan trọng trong những cái thời khắc mà khó khăn của thị trường. Thì về cơ bản hiện tại thì Hùng cũng đang nhìn thấy là khả năng SAB sẽ có một nhịp hồi lại về vùng khoảng 280 để ủng hộ xu thế thị trường. Hiện tại thì thanh khoản của SAB khá là thấp. Tuy nhiên là một số các tín hiệu kỹ thuật khác thì Hùng đang nhìn thấy rằng là đường MACD thì đang ổn hơn, và như vậy thì khả năng thì lực hồi của SAB vẫn còn, và mục tiêu sẽ hồi về vùng 280 để ủng hộ xu thế của thị trường. VDC là một trong những cái trụ mà Hùng Lê đã có một cái quá trình phân tích rất là dài rồi. Các anh chị có thể xem lại những bản tin trước đây của Hùng Lê thì cái target gần đây mà Hùng Lê phân tích đó là quanh vùng 140 thì đã đạt được, và từ vùng 140 này thì Hùng có đề cập đến là kịch bản có thể là VDC sẽ chỉnh lại về vùng hỗ trợ 135. Thì trong tuần là VDC đã chạm 135, đây cây nến của ngày 26 đúng không ạ, đã chạm vùng 135, và hiện tại thì đang có hai cây nến xanh từ vùng 135 đang có những tín hiệu hồi lên. Tuy nhiên hiện tại thì dòng tiền đang hơi yếu, và Hùng Lê cần một phiên break mạnh với khối lượng đạt khoảng tầm độ 1,5 triệu đến 2 triệu cổ phiếu, và giá của VDC lấy lại được đâu đó khoảng vùng 138, thì như vậy là cái cơ hội để mà VDC về cái target Hùng đang phân tích ở đây vùng 145 sẽ thành hiện thực, cơ bản là như vậy. Về chen sóng của mã VDC thì Hùng đánh giá rằng VDC vẫn đang có một nhịp tăng rất là tốt, và chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm đối với mã cổ phiếu này. Chúng ta đi mã cổ phiếu BVH. Đối với BVH thì Hùng đã có khuyến nghị ở trên Zoom. Hùng đã có khuyến nghị ở trên Zoom đó là BVH đã có những phiên chỉnh về vùng nền 71.5, và cái vùng mà Hùng đã khuyến nghị cho các anh chị ở quanh vùng giá 72 đến 72.5. Ở vùng này chúng ta sẽ mở mua vị thế đối với mã cổ phiếu BVH. Mua vị thế có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta, sức mua của chúng ta có thể mua được 10.000 mã cổ phiếu BVH, thì chúng ta sẽ mua khoảng 1.000 cổ phiếu BVH thì chúng ta sẽ mua 300, tức là chúng ta sẽ giải ngân khoảng tầm 30% ở cái vùng giá 72.
để chúng ta lấy vị thế, và sau đó khi BVH có những cái tín hiệu bứt khỏi vùng giá 75 chẳng hạn thì chúng ta sẽ mở mua hết đối với mã cổ phiếu này. BVH cũng sẽ là một trụ mà sẽ ủng hộ xu thế của thị trường cùng tiên lượng như vậy, bởi vì hiện tại chúng đang nhìn thấy có những cái tín hiệu và có những lực hồi khá là tốt từ cổ phiếu BVH. Với những anh chị nào mà chúng ta chưa kịp giải ngân BVH quanh vùng giá 72 thì chúng ta sẽ canh ở trong phiên ngày thứ hai, phiên thứ ba có những nhịp chỉnh, test chỉnh thì chúng ta cũng có thể tham gia vị thế đối với mã cổ phiếu này. Chúng ta cùng đi phân tích mã cổ phiếu Mansan. Đối với Mansan thì trong những kịch bản gần đây của Hùng Lê phân tích từ vùng giá 74, và Hùng có đánh giá rằng Mansan sẽ đánh chạm vùng 80, thì target 80 của Mansan đã hoàn thành, thậm chí là Mansan đã đánh thủng qua vùng 80. Và sau đó thì trong cái kịch bản của video số 72 thì Hùng có đề cập đến việc là Mansan sẽ test chỉnh về đâu đó khoảng quanh vùng 78. Thực sự là Mansan ở trong tuần thì không chạm được đến về vùng 78, nhưng cũng đã có những phiên test chỉnh về quanh vùng này. Và từ vùng 78 thì Hùng có khuyến nghị cả nhà chúng ta quan sát ở quanh vùng 78. Và từ vùng này thì cổ phiếu này sẽ tích lũy, và sau đó thì Mansan sẽ đánh tiệm cận về khoảng vùng kháng cự mạnh ở đây là vùng 84 đến vùng 85. Thì về cơ bản là tín hiệu của Mansan hiện tại đang rất là ok, sau những cái nhịp test chỉnh như này. Và có thể sang tuần tới, khả năng sang tuần tới thì trong phiên ngày thứ hai và phiên thứ ba thì Mansan có thể kéo lại về vùng đỉnh cũ ở đây, tức là khoảng vùng giá 81. Sẽ kéo lại về vùng 81, và từ vùng 81 này thì có thể kéo lên vùng 84 đến vùng 85. Như thế là Mansan vẫn đang có một cái lực hồi khá là ok. Ngày hôm nay thì khả năng là chúng ta cần bật Zalo lên, bởi vì là cũng cần có những cái dữ liệu để chúng ta có thể sử dụng. Cơ bản là một số các anh chị ở trên cái nhóm gọi là cái nhóm cộng đồng đang chat nhiều quá. Gap thì trong phiên ngày hôm nay, thì Hùng có khuyến nghị tất cả những anh chị em trong team của Hùng Lê, chúng ta quan sát mã cổ phiếu GAT, bởi vì GAT hiện tại đang có những tín hiệu kỹ thuật mà Hùng đánh giá rằng khá là ok. GAT đang có những cái tín hiệu khá là ok khi mà có vùng hỗ trợ ở vùng 95, nền tích lũy đi ngang quanh vùng 101 và không bị gãy nền 100, cho thấy những yếu tố tạo lập của cổ phiếu này đang khá là ok. Và Hùng đã khuyến nghị các anh chị của chúng ta tùy mức độ kỳ vọng thì chúng ta có thể bắt đầu giải ngân dần cổ phiếu GAT ở quanh vùng 101 cộng trừ. Về cơ bản thì tín hiệu ngày hôm nay GAT đạt tín hiệu mua, và chúng ta có thể xem GAT ở trên biểu đồ đến tuần thì chúng ta cũng thấy rằng là GAT đã đi ngang ở quanh cái nền 101 khá là dài rồi. Và những tín hiệu kỹ thuật ở đây thì chúng ta sẽ cần có những dòng tiền kích hoạt trở lại để GAT bươn qua vùng nào, quanh vùng 107, đấy là cái vùng kháng cự khá là dài trong giai đoạn này. Và khi mà GAT đã có được những cái tín hiệu kỹ thuật thì Hùng có thể kỳ vọng rằng trong nhịp này GAT sẽ có những nhịp đánh rất là mạnh, và ở những cái đích đến tiếp theo ở những vùng target cao, ở khoảng vùng giá 140. 140 là hoàn toàn hiện thực đối với cổ phiếu GAT, và PVGAT là một trong những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê sẽ liên tục cập nhật ở trên team của Hùng Lê để cho cả nhà chúng ta cùng theo dõi. Mã cổ phiếu GAT là một mã cổ phiếu rất là tốt, các anh chị lưu ý giúp Hùng lên. PVD, đối với PVD hiện tại thì Hùng cũng có cập nhật những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của PVD, thì cơ bản là PVD vẫn là một cái nền đi ngang thôi, chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật nào đủ mạnh để bứt phá lên, nền vẫn là quanh nền 18. Thì đối với PVD hiện tại thì Hùng khuyến nghị các anh chị chúng ta nên quan sát thôi, chứ chúng ta cũng không tham gia. Bởi vì vùng 18 lên vùng 19 đến vùng 19.5, đấy là những cái vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu rồi.
PVS thì hiện tại đang khá là xấu khi mà dòng tiền tiếp tục bị mất. Đường MACD thì khá là tốt nhưng mà về cơ bản thì chúng ta cũng không 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 ok khi mà dòng tiền bị mất đi và cổ phiếu thì tiếp tục đi ngang ở quanh vùng 19.6 đến vùng 20. Vùng 19.6 đến vùng 20 ở đây. Đối với cổ phiếu PVS thì chúng ta cũng không tham gia ở thời điểm này. Mã cổ phiếu PLX. PLX cũng là một trong những cái trụ mà Hùng đang liên tục quan sát ở giai đoạn hiện tại, bởi vì giai đoạn hiện tại sau một cái giai đoạn mà dòng tiền khá là tốt thì PLX gần như bị mất thanh khoản. Nền tích lũy của PLX quanh vùng 60 đến 61.5 thì hiện tại là PLX đang đi ngang ở quanh cái vùng này. Quanh vùng này thì với những tài khoản, những anh chị nào mà yêu thích mã cổ phiếu PLX thì cũng có thể là chúng ta sẽ mua vị thế ở vùng giá 60. Tuy nhiên đối với PLX hiện tại thì Hùng chưa nhìn thấy dòng tiền thực sự và cái tín hiệu đi ngang vẫn còn. Chính vì vậy nên là nếu mà chúng ta lướt lát thì chúng ta sẽ không nên tham gia PLX, bởi vì là như vậy là chúng ta sẽ rất là khó lướt đối với mã cổ phiếu này. Vietcombank thì ngày hôm nay có tín hiệu mua. Vietcombank ngày hôm nay có tín hiệu mua. Những cái kịch bản mà test chỉnh lại về quanh vùng 80 và từ nền 80 này thì Hùng có đề cập đến việc là Vietcombank có khả năng sẽ đánh chạm vùng 85. Ở trong nhịp đánh này, bởi vì những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Vietcombank khá là tốt, và hơn thế nữa là nhóm ngành ngân hàng là một trong những cái nhóm ngành Hùng đánh giá rằng sẽ là những cái nhân tố quyết định hết sức là quan trọng để giúp VN-Index của chúng ta đánh bung mốc 1.000 điểm, và Vietcombank cũng là một trong những cái mã cổ phiếu mà không thể thiếu ở trong. Thôi Hùng sẽ tắt cái Zalo đi, rất là khó chịu. Vietcombank sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu, một cái mã cổ phiếu rất là quan trọng để đóng vai trò lead dòng ngân hàng cùng với mã cổ phiếu BID. Phiên ngày hôm nay là phiên đạt tín hiệu mua, những anh chị đã mua ở trong phiên này, phiên hôm nay thì chúng ta hoàn toàn yên tâm để chúng ta có thể chốt những cái target cao hơn của Vietcombank. Và không những vậy, Vietcombank ở trong cái nhịp đánh này không những là khả năng là về vùng 85 đâu. Cái lực đi, tức là cái lực đánh của Vietcombank Hùng thấy đang rất là mạnh, và Hùng sẽ liên tục cập nhật mã cổ phiếu này. BID. Đối với BID thì Hùng cũng đã liên tục phân tích và Hùng đã khuyến nghị các anh chị của chúng ta tham gia đầu tư. Những cái điểm mua của BID thì đã từ rất là sớm, các anh chị xem lại những bản tin video từ video 68 gì đó thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị mua ở những cái vùng giá thấp ở dưới này khi mà BID có những cái tín hiệu kỹ thuật. Và tại thời điểm đó thì Hùng có phân tích cái target của BID là vùng 40, thì vùng 40 đã hoàn thành. Sau khi BID hoàn thành target vùng 40 thì Hùng tiếp tục có những cái phân tích ở đây, tức là BID sẽ có những cái điểm test chỉnh về vùng 39 đến vùng 40, và có một phiên trong tuần đã chạm về vùng 39, và từ vùng 39 này thì đang có những phiên hút lên. Về cơ bản thì BID cần phải có những cái tín hiệu dòng tiền kích hoạt trở lại, và trong nhịp đánh này thì Hùng đang kỳ vọng BID sẽ đánh chạm vùng 42.5 đến vùng 43. Kỳ vọng phiên thứ hai hoặc phiên thứ ba tuần tới sẽ có dòng tiền kích hoạt vào đây và đẩy giá cổ phiếu BID này lấy lại mốc 41, như vậy là một cái tín hiệu rất là tốt của cổ phiếu BID. Những tín hiệu hiện tại thì Hùng vẫn khuyến nghị các anh chị của chúng ta tiếp tục nắm giữ mã cổ phiếu này. Cơ bản là các cái điểm mua thì nó không còn, các cái điểm mua chính là các anh chị phải nốt lại. Hùng vẫn vẫn lưu ý với các anh chị là trong team đó là chúng ta cần nốt lại những cái vùng hỗ trợ, ví dụ vùng 39 chẳng hạn, thì trong phiên hoặc trong tuần có những cái điểm chạm về vùng 39 thì chúng ta mua, chứ còn khi mà cổ phiếu lại bật lại ở những cái vùng cao hơn thì chúng ta mới hỏi là có mua không, thì Hùng Lê cũng rất là khó trả lời cho các anh chị. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu công thương CTG. CTG. CTG thì trong một cái kịch bản ngắn ở đây thì công thương thì cũng chưa thực sự là mạnh, bởi vì công thương thì đang có một cái vùng cản ở đây, vùng 22. Trong bản tin tuần trước thì cũng có đề cập đến kịch bản cao là công thương có thể chỉnh về quanh vùng 20.5. Nhưng mà công thương chỉ chỉnh sâu sâu ở đây là hình như là chỉ có về 20.6. 20.6, tức là chỉ cách cái vùng 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 hỗ trợ vùng vùng phân tích ở đây một tí thôi. Quanh vùng 20.5, khả năng là cổ phiếu này có chỉnh về vùng 20.5 và tiếp tục có một cái lực đánh để chạm về vùng giá 22.
Hiện tại thì nhóm ngành của ngân hàng khá là tốt và những anh chị đang nắm giữ công thương thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này. ACB, trong tuần thì các anh chị có hỏi Hùng Lê là ACB có đánh được không? Có mua được không? Thì đối với ACB thì chúng ta nhìn ở trên biểu đồ đến tuần, chúng ta thấy rằng là ACB đã có một cái nền tích lũy đi ngang khá là dài quanh nền 22.5. Nó cũng giống với cổ phiếu ACB, tuy nhiên là hiện tại, xin lỗi cả nhà, giống với cổ phiếu MBB. Nhưng ACB hiện tại Hùng chưa nhìn thấy có động lực, chính vì vậy nên Hùng chưa khuyến nghị các anh chị mở mua. Còn với những anh chị nào mà chúng ta xác định một cái đầu tư lâu dài thì chúng ta cũng có thể mở mua vị thế ở quanh vùng 22.5. Tuy nhiên ACB thì chúng ta sẽ khó để lướt, các anh chị lưu ý là như vậy. ACB phải đầu tư dài bởi vì nó khá là nặng mông. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích mã cổ phiếu STB. STB thì STB là một cái mã cổ phiếu trong tuần Hùng cũng đã có khuyến nghị các anh chị trong room của Hùng Lê mở mua, bởi vì Hùng đang nhìn thấy có những cái tín hiệu kỹ thuật mà khả năng là STB sẽ có những phiên bứt khỏi cái nền 10.5, thì cái vùng khuyến nghị là quanh 10.5 rồi, đã khuyến nghị mở mua. Và chúng ta tiếp tục quan sát cái mốc là 10.7. Đây là một cái điểm mà kháng cự ngắn, và khi mà trong phiên cổ phiếu này có khối lượng giao dịch khoảng tầm 8 triệu cổ phiếu và giá đẩy qua vùng 10.7 thì đây sẽ là điểm mua hết của STB. Về cơ bản thì STB đánh mạnh thì hiện tại thì Hùng chưa nhìn thấy, nhưng mà sẽ có những cái nhịp đánh ngắn để có thể chạm về vùng đâu đó khoảng vùng 11.5, chạm về vùng 11.5 thì khả năng là có thể đạt được đối với STB. Đây, khả năng chạm về vùng 11.5. Đó, thì trước mắt là chỉ có những cái vùng đánh ngắn như vậy thôi, và đối với STB thì chúng ta cũng gọi là lướt T cộng, lướt lát được. Mã cổ phiếu MBB thì có lẽ là Hùng Lê đã nói rất nhiều rồi, phân tích rất nhiều rồi, khuyến nghị cũng rất nhiều rồi. Những cái điểm mua của MBB thì nó đã không còn nữa, bởi vì là các anh chị mua sau thì các anh chị sẽ bị chậm T cộng và sẽ bị bất lợi về giá. Một cái điều tuyệt vời nhất ở trong tuần vừa rồi đó là những cái tín hiệu kỹ thuật của MBB đã bứt được nền 22 và hiện tại đã đang đóng cửa vùng 22.7 và đang sắp tiệm cận về cái vùng 23. Vùng 23 cũng là một cái vùng kháng cự, gọi là cái vùng kháng cự gần như cuối cùng. 23 gần như cái vùng kháng cự cuối cùng của MBB ở trong nhịp đánh này, và chúng ta nhìn ở trên biểu đồ đến tuần thì chúng ta thấy rằng dòng tiền đã thực sự quay trở lại đối với MBB, tức là MBB giống với ACB ở cái nền tích lũy nhưng khác ở cái điểm là dòng tiền. Dòng tiền đã được kích hoạt vào mã cổ phiếu này, và hiện tại thường nhìn thấy rằng tín hiệu kỹ thuật của MBB khá là tốt, và MBB cũng là một cái mã cổ phiếu mạnh của team Hùng Lê. Hùng Lê đã khuyến nghị rất là sớm và các anh chị ở trong team của Hùng Lê cũng đã mở mua và hiện tại thì đang nắm giữ mã cổ phiếu MBB. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu, một cái mã cổ phiếu ngân hàng nữa là Techcombank. Techcombank cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị trên room, trên team của Hùng Lê mở mua. Những cái điểm mở mua rất là sớm và hiện tại thì các anh chị đã gần như là tài khoản, tức là vị thế đã về đến tài khoản của mình rồi. Thì Techcombank ở trong một cái điểm đánh ngắn hạn thì đầu tiên cái target ngắn là sẽ chạm lại về vùng 24 và mạnh hơn thì có thể đánh chạm vùng 25 đến vùng 26. Tuy nhiên vùng 24 này thì Hùng đánh giá rằng cái vùng kháng cự mạnh của vùng 24 này nó không thực sự là mạnh. Và cái đích của Techcombank ở trong nhịp này thì Hùng đang kỳ vọng ở vùng 26, vùng 25 đến vùng 26. Đây là những cái target mà hàng tuần thì chúng ta sẽ cùng phân tích và đánh giá. Các cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Techcombank thì đang khá là tốt, khá là ok, và Hùng vẫn khuyến nghị các anh chị của chúng ta tiếp tục nắm giữ mã cổ phiếu này. Đối với Techcombank, HCM và SSI, trong tuần thì Hùng cũng đã trên room thì Hùng cũng đã có khuyến nghị mở mua SSI và HCM. Hùng sẽ phân tích SSI trước. SSI thì trong cái bản tin phân tích tuần trước thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng SSI có một cái điểm nền tích lũy ở đây, tức là quanh cái vùng giá 21.5
khoảng vùng 21.5. Ở khoảng vùng 21.5 và trong một cái biên của SSI từ vùng 21 và đến vùng 22. Thì về cơ bản là trong phiên ngày 26, đúng không, phiên ngày hôm qua, thì khi SSI có những cái tín hiệu bứt nền 22 thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị trong team của Hùng Lê chúng ta đạt điểm mua và chúng ta sẽ mở mua đối với cổ phiếu SSI. Thì hiện tại đối với SSI thì sẽ có một cái cơ hội là đánh chạm về vùng 24. Tại sao Hùng Lê lại muốn bật Zalo lên? Bởi vì là song song với việc Hùng Lê phân tích thì Hùng Lê sẽ search ở trên nhóm để cho các anh chị xem, không các anh chị lại bảo là Hùng Lê nói vịt. Tuy nhiên là có một cái nhóm mà nhóm gọi là nhóm chém gió thì là cứ lên liên tục thì nó rất là khó chịu, và tí nữa thì sau khi mà phân tích thị trường chung xong thì Hùng sẽ mở Zalo lại. SSI thì sẽ có những cái nhịp đánh, khả năng là sẽ đánh chạm từ vùng 21.5 và trước mắt là sẽ chạm về vùng kháng cự 24 ở đây. Sẽ chạm về vùng kháng cự và đánh mạnh hơn một tí thì có thể chạm được về vùng 25. Thì trong cái nhịp đánh ngắn hạn là như vậy. Các anh chị, những cái tài khoản mà đã có SSI thì chúng ta sẽ quan sát ở những cái vùng đó để chúng ta có được những cái điểm chốt lời. Về HCM thì trong kịch bản tuần trước thì Hùng có đánh giá rằng HCM là một mã cổ phiếu của chứng khoán rất là mạnh trong thời điểm hiện tại, và Hùng có đánh giá là kịch bản mà cổ phiếu này test chỉnh thì cũng chỉ test chỉnh về khoảng vùng 22.5, và chúng ta có thể view to chỗ này lên là trong tuần thì HCM không chỉnh về vùng, chỉ chỉnh về quanh vùng 22 chấm mấy ở đây một tí. Các anh chị có thể nhìn thấy cái cây nến này là cây nến chỉnh sâu nhất, và sau đó thì trong phiên ngày hôm qua HCM đã có một phiên break mạnh lên vùng, đánh qua vùng 24. Thì kịch bản trong tuần trước thì cũng có đánh giá rằng là sau khi chỉnh test chạm với vùng hỗ trợ đây thì cái đích đến tiếp theo của HCM sẽ đánh về vùng 26. Đối với những tài khoản mà chúng ta muốn tham gia vị thế của HCM thì các anh chị có thể canh ở quanh vùng này. HCM sẽ đánh trả lại vùng khoảng 24.2. 24.2, khả năng HCM sẽ chạm ở quanh cái vùng 24.2 này và sẽ lình xình ở đây 1-2 phiên, và sau đó thì tiếp tục hành trình đánh về vùng 26. Thì đối với HCM và SSI là hai mã cổ phiếu về chứng khoán, Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị của chúng ta tham gia trên team. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu Hòa Phát, HPG thì hiện tại đang hơi yếu. HPG đang hơi yếu, và nếu chúng ta view một cái view dài hơn một tí thì cái nền hỗ trợ của cổ phiếu này đấy là vùng 21. Vùng 21 thì khả năng cao thì vẫn cứ lình xình ở quanh đây thôi, và có những cái nhịp hồi xen kẽ thì lướt của, nếu mà chúng ta lướt sóng Hòa Phát thì hiện tại thì chúng ta cũng chưa thể lướt được. Còn nếu mà chúng ta đánh ở một cái vị thế dài thì chúng ta cũng có thể tham gia dần ở quanh vùng giá 21. FPT là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta đã có những cái điểm mua, và có những cái phân tích về mặt phân tích kỹ thuật. Thì một số các anh chị có hỏi Hùng ở trên dòng thời gian của kênh thì là FPT tuần này có chạm được vùng 60 hay không. Thì thực sự là các anh chị hỏi như vậy thì nó cũng rất là khó, bởi vì Hùng không thể trả lời được là có hay không. Nếu mà Hùng Lê biết là có thì khả năng là Hùng Lê sẽ không ngồi đây để trao đổi với anh chị em nữa. Và chúng ta chỉ có thể kỳ vọng là chạm vùng 60 dựa trên những cái nền tảng kỹ thuật của cổ phiếu. Thì trong cái kịch bản mà Hùng đưa ra ở đây là FPT có thể test chỉnh về vùng 56, sau nhất là vùng 56, và từ vùng 56 này thì sẽ tiếp tục một cái hành trình. Đầu tiên sẽ là chạm vùng 60 và sau đó thì hành trình nó xa hơn một tí là chúng ta sẽ kỳ vọng cổ phiếu này đánh về vùng 65. Đánh về vùng 65 thì về cơ bản thì FPT là một cái mã cổ phiếu khá là mạnh trong thời gian vừa qua, và nó cũng gần như nó trở thành một cái mã cổ phiếu tâm điểm của thị trường khi mà nó cũng đã có những thời điểm gọi là vượt đỉnh ngắn hạn, chứ còn đỉnh dài hạn thì là vùng 60 thì hiện tại là chưa vượt được, và chúng ta sẽ chờ
FPT có những phiên bùng nổ để kéo qua vùng giá 60, tức là vùng giá cao nhất của mọi thời đại đối với cổ phiếu FPT. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu Z. Z ngày hôm nay thì như là Z bị chốt. Sao lại xuống mạnh vậy? À, cũng cũng chưa thực sự là phải là xuống mạnh. Đối với Z thì cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng cũng đã có những cái khuyến nghị phân tích cho các anh chị ở đây này. Đây là cái vùng Hùng phân tích này, 32.5. Để cho các anh chị mở mua ở trong những cái thời điểm này, và sau đó thì phân tích về vùng target 38. Từ vùng target 38 này sẽ có những nhịp test chỉnh về vùng giá 35, và từ vùng giá 35 này Hùng tiếp tục đánh giá rằng Z sẽ đánh chạm vùng 40. Và chạm vùng 40 xong thì Hùng đánh giá rằng là Z sẽ đây, cái mũi tên xanh xanh đỏ đỏ nó đang nằm ở đây, tức là sẽ chỉnh về khoảng vùng 38.5. Z sẽ chỉnh về vùng 38.5 để sau đó lấy lực đánh lên đâu ạ? Đánh lên vùng 44 đến vùng 45. Đây, đánh lên vùng 44 đến vùng 45. Như vậy là chúng ta đã có một cái kịch bản đối với Z. Phiên ngày hôm nay thì Z giảm giảm điểm, về điểm số thì giảm hơi mạnh, nhưng mà về giá trị thì về khối lượng thì cũng chưa thực sự là mạnh lắm. Và vẫn đang ở trên vùng hỗ trợ ở đây, tức là vùng 38.5, thì như vậy là tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu Z vẫn còn khá là tốt. Sau một phiên tăng mạnh thì khả năng Z sẽ có thêm phiên ngày thứ hai, hoặc đến cùng lắm sẽ đến phiên ngày thứ ba test lại cái vùng 38.5 này, và sau đó thì cổ phiếu này sẽ phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật đánh break nền 40, thì như thế thì chúng ta sẽ có một cái target tiếp theo của Z, đó là ở vùng giá 44. Novaland thì cũng đánh khá là dị dạng, cứ chạm vùng hỗ trợ 61 thì mua, và đến khoảng vùng 64 65 thì bán, không có những cái toan tính nào khá là tính toán đối với mã cổ phiếu này. Chúng ta mã cổ phiếu VCG thì cũng sẽ không phân tích, bởi vì VCG vẫn là một cái nền đi ngang quanh vùng giá 26. Chúng ta cùng xem mã Bình Minh. Bình Minh hôm nay bị chốt khá là mạnh. Bình Minh hôm nay bị chốt khá là mạnh như thế này thì nó lại hơi xấu rồi. Bởi vì trong một cái kịch bản phân tích của Hùng Lê ở đây, đó là chạm vùng 52 và sau đó thì đánh lên vùng khoảng đây là bao nhiêu ạ? Vùng 55. Phiên kết tuần của Bình Minh hơi xấu khi mà giá đã bị gãy cái nền, gọi là cái nền tích lũy ở đây. Và như vậy thì cái kịch bản của chúng ta phân tích ở đây bị sai đúng không ạ? Kịch bản phân tích bị sai, và xu thế hiện tại dòng tiền thì đang bị cắm đầu xuống. Và dòng tiền đang bị cắm đầu xuống thì như vậy là Bình Minh sẽ bị xấu đi. Bình Minh sẽ bị xấu đi. Những tài khoản nào đang nắm giữ Bình Minh thì chúng ta lưu ý giúp Hùng lên là khả năng thì Bình Minh sẽ có một cái vùng hỗ trợ lại ở đây là vùng đâu, vùng 40 mấy ở đây nhỉ? 49.5. Khả năng thì Bình Minh sẽ quay trở lại vùng 49.5, tích lũy ở đây một hai phiên, và sau đó thì sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật phát đi. Thì đối với Bình Minh là trong phiên cuối tuần nó hơi xấu. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu TV2 à chưa, MWG. MWG thì cũng là một mã cổ phiếu mà nó quá là quen thuộc đối với tất cả những anh chị em của chúng ta rồi. Được Hùng Lê phân tích và nhấn mạnh đây là một cái mã cổ phiếu đáng để đầu tư, và target mà Hùng Lê phân tích sau khi test chỉnh về vùng giá 120, cổ phiếu này sẽ chạm vùng giá 130, và hiện tại thì đang cách target phân tích khoảng tầm 2.000 nữa. Và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì target 130 hoàn toàn là hiện thực, thậm chí là sang tuần tới thì cổ phiếu này có thể sẽ kéo qua vùng 100, kéo qua vùng 130. Kéo qua vùng 130, và chúng ta cùng xem lại một cái view tổng thể là hiện tại thì cổ phiếu này cũng đã vượt đỉnh của mọi thời đại rồi. Không còn đỉnh nào nữa, cao hơn nữa. Thì như vậy là khi mà vượt đỉnh của mọi thời đại thì cổ phiếu nó sẽ đi rất là mượt mà. Và sau khi mà chạm vùng target 130 rồi thì cũng sẽ tiếp tục có những cái phân tích tiếp theo. Và có thể là vùng 140, thậm chí là vùng 150 đối với mã cổ phiếu MWG. Thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu TV2 và PNG. TV2 thì cũng hiện tại thì cũng chưa có những tín hiệu kỹ thuật đáng lưu tâm, và vùng đi ngang vẫn khả năng là quanh vùng 87. PNG thì sau một cái kịch bản
chúng ta phân tích chạm cái vùng hỗ trợ đây là đâu đó khoảng vùng 77 đúng không ạ? 77 và P&G có một nhịp hồi, thì nhịp hồi này thì cũng đang đánh giá rằng khả năng P&G sẽ hồi về lại được maximum ở khoảng vùng 86. 86.5, từ vùng 86.5 này thì sẽ có những cái nhịp test chỉnh, và trong tuần thì những cái nhịp test chỉnh hỗ trợ lại quay lại về vùng 80. Quay lại về vùng 80, và từ vùng 80 này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Về cơ bản thì P&G phiên ngày thứ 5 đã có một phiên đánh hơi xấu, khi mà giá bị giảm mạnh và khối lượng cũng bị bán ra rất mạnh. Đường MACD của P&G hiện tại đang xấu, và các cái tài khoản đang nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta lưu tâm ở vùng giá 80. Nếu bị gãy 80 thì như thế thì nó sẽ hơi xấu. Gãy 80 với vốn là khoảng tầm 1 triệu đến 1 triệu rưỡi cổ phiếu thì như thế là cổ phiếu này lại cần thời gian để tích lũy lại. PPC, và tí nữa thì Hùng sẽ phân tích thêm ngành thủy điện. Tại vì rất nhiều các bạn có hỏi Hùng là nhờ Hùng view cái ngành thủy điện trong các cái bản tin phân tích hàng tuần. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới view lại toàn bộ các cái mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành cơ bản, các cái nhóm trụ của thị trường trong tuần vừa qua. Thì chúng ta đều nhìn thấy rằng là thị trường trong tuần vừa qua đã có một cái mức tăng rất là tốt, và đặc biệt là trong phiên cuối tuần, VN Index của chúng ta đã đánh được lại mốc 995 điểm. Đó là một cái mốc yếu tố tâm lý cực kỳ quan trọng mà Hùng Lê đã phân tích và Hùng Lê đã đề cập ở trong cái bản tin video số 72. Và khi cái điểm nhấn về kỹ thuật 995 được lấy lại, cùng với đó là chúng ta nhìn thấy rằng dòng tiền tập trung vào các cái trụ và các cái nhóm ngành, các cái mã về ngành ngân hàng và chứng khoán rất là tốt. Và sau đó thì lan sang nhóm ngành dầu khí và có thể là nhóm ngành bất động sản nữa, xây dựng. Thì hiện tại thì hôm nay thì xây dựng hơi xấu, nhưng mà sau khi mà dòng tiền luân chuyển từ nhóm ngành ngân hàng sang dầu khí, và cuối cùng thì là nhóm xây dựng khả năng là sẽ chạy sau cùng. Thì về cơ bản là chúng ta đã có một tuần tăng điểm tốt với sự tích cực đặc biệt của nhóm ngành ngân hàng. Nhìn trên biểu đồ VN Index của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng là một tuần giao dịch cũng khá là khó khăn, khi mà VN Index của chúng ta đã có những phiên đánh thủng qua vùng mây mù, tức là vùng 985 điểm ở cận dưới, và sau đó thì trong phiên lại hút lên. Và phiên cuối tuần thì là một cái phiên đã có khối lượng giao dịch cực tuyệt vời luôn, đó là 152 triệu cổ phiếu đã được khớp lệnh ở trên sàn, và VN Index của chúng ta thì đóng cửa gần như là cao nhất trong phiên. Và một chúng ta chỉ cách mốc 1.000 điểm chỉ có 2 điểm nữa thôi. Và điều gì sẽ diễn ra ở trong tuần tới thì Hùng đánh giá rằng trong tuần tới, với sự hỗ trợ của nhóm ngành các cái mã cổ phiếu của họ nhà VIX và các trụ như là Vinamilk và tất cả các cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã phân tích, các cái mã cổ phiếu blue chip cơ bản tốt, thì thị trường của chúng ta sẽ có một tuần tăng điểm tốt. Tất cả những cái vị thế mà chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ. Các cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị hoặc là phân tích ở trên Zoom thì các anh chị tí nữa sẽ xem lại, và chúng ta sẽ căn cứ vào đó để chúng ta có được những cái góc nhìn tốt nhất về thị trường cũng như cổ phiếu. Và tùy vào cái mức kỳ vọng của các anh chị thì chúng ta có thể nắm giữ hoặc chúng ta chốt lời một phần hoặc là chốt lời hết tất cả, thì tí nữa Hùng sẽ đi phân tích toàn bộ danh mục, và chúng ta cùng hồ hởi phấn khởi để chào đón một tuần mới của tháng 10. VN Index của chúng ta sẽ chắc chắn là VN Index của chúng ta sẽ đánh qua mốc 1.000 điểm, và đến vùng nào thì chúng ta sẽ phân tích, nhưng mà khả năng là vùng 1010, con số 1010 cũng khá là đẹp đối với kịch bản của tuần tới. Thì về cơ bản là thị trường của chúng ta khá là ok rồi. Các anh chị chờ một tí.
Phần phần thứ ba thì chúng ta sẽ đi phân tích tất cả danh mục các cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị ở trên Zoom, cũng như ở các cái mã cổ phiếu mà hàng tuần thì chúng ta liên tục chúng ta phân tích. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở lại nhóm Zalo để Hùng Lê sẽ tổng kết lại các cái khuyến nghị của Hùng Lê ở trên Zoom Zalo, tại vì là trên Zoom Zalo hiện tại là Hùng cũng có ở một số các cái nhóm, nhưng mà toàn là nhóm chém gió, dẫn đến việc là nó cứ tin nhắn nó cứ nhảy lên nhảy xuống thì nó cũng hơi khó chịu trong cái quá trình mà chúng ta phân tích. Trong cái bản tin vào tối ngày 22 thì Hùng cũng đã có những cái phân tích dành cho tất cả những anh chị em ở trong team, những cái phân tích khá là cô đọng và xúc tích. Thì Hùng cũng đã có cái kết luận về xu thế của thị trường, thì hiện tại Hùng đánh giá rằng xu thế thị trường khá là ổn, và chúng ta sẽ cần phiên ngày mai, tức là phiên thứ hai và phiên thứ ba, và mốc 995 điểm để xác nhận xu thế tiếp theo của thị trường. Và Hùng Lê cũng nghiêng về kịch bản lạc quan, đó là đánh qua mốc 1.000 điểm thì phiên kết tuần của chúng ta là cách mốc 1.000 điểm khoảng 2 điểm nữa. Về các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu thì trong tuần thì Hùng đã có liên tục cập nhật những cái mã cổ phiếu mới, VPBank, NTC, L14, sau đó thì đến mã STB, Vinamilk thì không nói nữa rồi, Vinamilk thì BVH, Công Thương, Techcombank. Và sau đó thì các cái buổi tối Hùng đều có phân tích khuyến nghị cho các anh chị về thị trường. Và đây là một cái bản tin tối ngày thứ tư, thì Hùng cũng có những cái đánh giá chung về thị trường, và sau đó thì Hùng đã có những cái danh mục các cái mã cổ phiếu mạnh, các cái mã cổ phiếu mà đáng để quan tâm, đáng để đầu tư. Đó, Vinamilk, BIT, G, FPT, Bình Minh, VDC, MWG, PNG. Đó, tất cả những cái mã cổ phiếu thì được Hùng list lại các cái vùng hỗ trợ. Đó, ví dụ như SSI thì chúng ta sẽ, bản thân là trong cái buổi tối ngày thứ tư thì Hùng đã nhìn thấy là SSI đã có những cái điểm điểm view kỹ thuật rất là tốt, và đã có khuyến nghị là canh mua SSI ở vùng 21 đến vùng 21.5. HCM thì cũng có những điểm test đẹp quanh vùng 23 đến 23.5, và cũng khuyến nghị của chúng ta mở mua ở quanh những cái vùng này. DIG, Đạt Phương, HBC. Tí nữa chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu HBC. Trong cái này có thêm HBC. Dược Hà Tây, PHR, cao su trong phiên đạt tín hiệu quanh mốc 56, DGW. Và tất cả những cái thắc mắc của các anh chị thì đều được Hùng Lê giải đáp ở trên Zoom, và sau đó thì Hùng tiếp tục cập nhật thêm mã cổ phiếu PC1 này, TNG, tất cả những mã này thì đã có ở trên này rồi, VCSAGR, KDC và CVT. CVT đã có rồi, AGR có rồi, ok. Chúng ta xem lại còn những cái mã cổ phiếu nào nữa không?
Đó, và trong buổi tối ngày hôm qua thì Hùng đã có những cái view này. À, đấy, lấy lại mốc 990 này, thanh khoản đã đạt và cao hơn mốc trung bình 21 phiên, những cái tín hiệu tích cực hơn. Cung cầu ổn định tạm thời cầm được lực rơi của ba cái cây nến liền trước đó và xu thế thị trường sẽ tốt hơn. Nhóm ngành ngân hàng chứng khoán vẫn là điểm tựa của thị trường, cùng với đó là các trụ và bờ đu chip đang rõ sóng, và các cái mã cổ phiếu cập nhật thiếu mất thì gồm có TCH, SBT, Hòa Phát và ITA. ITA thì cũng đạt điểm mua. Trong buổi tối ngày hôm qua thì cũng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta mở mua ITA ở quanh vùng 3 đến vùng 3.1. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới list lại toàn bộ những cái mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ phân tích ở sau đây. Thì đầu tiên Hùng sẽ đi điểm lại toàn bộ cái mã cổ phiếu đó để cho các anh chị của chúng ta NLG. Đối với Nam Long thì Nam Long ở trong một cái view ngắn hạn ở đây là Nam Long có một vùng hỗ trợ khoảng vùng 27.5, và trong tuần thì Nam Long đã chạm về vùng 27.5 và sau đó thì có hai phiên hồi. Tuy nhiên cái lực hồi này của Nam Long hiện tại là chúng ta chưa thực sự mạnh, chưa thực sự mạnh, và kịch bản cao thì khả năng Nam Long lại quay về test chỉnh ở quanh vùng giá 27.5, vẫn vẫn đi ngang ở quanh vùng 27.5. HDG hiện tại thì tích cực hơn rồi, ok hơn rồi. Khi mà những cái điểm hỗ trợ quanh vùng giá 34 hiện tại đang khá là ok, và cái xu thế dòng tiền đã được quay trở lại, và một cái điều quan trọng hơn nữa đó là giá trong cái phiên ngày 25 tháng 9 thì cổ phiếu này đã đạt điểm mua, và sau đó thì sau cái điểm đánh mạnh lên thì HDG đã có hai phiên test tích lũy ở quanh vùng này. Cùng đánh giá rằng HDG cũng là một mã cổ phiếu rất là tích cực ở trong tuần vừa qua. HDC xem nào. À, H gì ta? HDC. Đối với HDC thì trong cái kịch bản view gần nhất đó là Hùng đánh giá rằng khả năng thì những cái điểm mà cổ phiếu này có thể chỉnh lại, tức là tiệm cận lại vùng đỉnh cũ ở đây. Và cái điểm hỗ trợ của cổ phiếu này ở quanh vùng giá 20.5 thì về tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cổ phiếu này đang hơi xấu khi mà đường MACD và tín hiệu dòng tiền thì đang bị suy yếu đi, và kịch bản cao thì cổ phiếu này vẫn đi ngang. Chắc là vẫn đi ngang ở quanh vùng 20.5. Chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật đáng lưu tâm đối với cổ phiếu này. Đạt Phương DPG. Đối với Đạt Phương thì sau những cái giai đoạn lình xình mà rơi mạnh như thế này thì Đạt Phương đang có những cái điểm chuyển, gọi là điểm điểm chuyển xu thế. Điểm chuyển xu thế này thì nó cần thời gian, và chúng ta cũng có thể thấy rằng trong giai đoạn hiện tại thì Đạt Phương bị mất về thanh khoản, và giá thì đang cố gắng vượt qua ở cái biên đây. Hùng sẽ vẽ lại cái này. Biên ở đây là biên 45 và ở dưới là khoảng 41.5. Đó, thì hiện tại là Đạt Phương đang đi ở trong cái vùng mây mù này, gọi là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu. Kịch bản thì hiện tại thì Hùng vẫn giữ một kịch bản là cổ phiếu này khả năng sẽ cần thời gian tích lũy hấp thụ lại toàn bộ cái vùng nền, vùng gọi là toàn bộ những cái lượng hàng đã bị rơi rụng ở đó, và 43 sẽ là cái vùng mà cổ phiếu này sẽ đi ngang ở quanh đây trước khi mà phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. VCS. Đối với VCS thì những anh chị xem bản tin của Hùng Lê đúng không ạ, thì chúng ta cũng liên tục được cập nhật cái cổ phiếu này khá là dài rồi. Target Hùng Lê phân tích ở trong nhịp đánh này từ vùng giá đâu đó khoảng vùng giá 85
85, và cổ phiếu này có những phiên test chỉnh về quanh vùng 80, và nhịp đánh này thì Hùng có đề cập đến target đầu tiếp theo, đấy là vùng giá 100. Và ngày hôm nay thì trong tuần vừa rồi thì VCS đã có những cái phiên giao dịch hết sức là kịch tính, và có những phiên tăng giá hết sức là mạnh. Thì với kịch bản hiện tại như thế này thì chúng ta cũng có thể thấy rằng lực tăng của VCS hiện tại đang rất là mạnh. Lực tăng hiện tại của VCS rất là mạnh, và target 100 thì đã được hoàn thành. Và với một cái lực đánh mạnh như thế này thì chúng ta sẽ phân tích tiếp theo một cái target tiếp theo của VCS ở khoảng vùng giá 120. Tuy nhiên đối với những anh chị mà chúng ta đang có ý định mua cổ phiếu này thì tuyệt đối chúng ta sẽ không mua đuổi, và chúng ta sẽ chờ khả năng thì cổ phiếu này sẽ đánh chạm về vùng 110 đó, và sau đó thì sẽ có những cái phiên rũ hàng về lại quanh vùng 100. Thì chúng ta sẽ quan sát những cái phiên rũ này thì khi cái cổ phiếu mà đánh vượt qua vùng 100 rồi thì cái vùng 100 này nó lại trở thành cái vùng hỗ trợ cứng của cổ phiếu, trở thành vùng hỗ trợ cứng của cổ phiếu, và chúng ta sẽ quan sát ở quanh cái vùng này, quanh vùng 100, và tuyệt đối thì bây giờ đến thời điểm hiện tại là chúng ta sẽ không đua theo cổ phiếu nữa. KBC thì hiện tại là chưa có những cái yếu tố đột biến. Vùng hỗ trợ của KBC ở đây thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị rồi, quanh vùng 14.5 chúng ta có thể mở các cái vị thế đối với mã cổ phiếu KBC. ITA thì là Hùng đã thấy những cái tín hiệu đẹp, và chính vì vậy nên là trong buổi tối ngày hôm qua thì Hùng đã có những cái khuyến nghị dành cho các anh chị, chúng ta sẽ mở mua ITA. Và hiện tại thì trong phiên ngày thứ 6, ITA đã có một cây nến tăng rất là đẹp. Vùng giá khuyến nghị ở quanh vùng giá 3.1, 3.12 thì chúng ta đã có thể mở mua được những cái vị thế ở quanh phiên này rất là đẹp, và thậm chí là trong phiên ngày hôm nay, tức là phiên ngày 27 tháng 9 thì chúng ta có thể mở mua hết đối với mã cổ phiếu ITA. Nhà Đà Nẵng thì chúng ta đã thấy có những cái xu thế đảo chiều ở quanh cái vùng ở đây, vùng giá 17. Trong phiên kết tuần thì nhà Đà Nẵng đã có những tín hiệu kỹ thuật break qua vùng này và cũng đạt tín hiệu mua. Tuy nhiên cái tín hiệu mua này thì nó không thực sự mạnh khi mà dòng tiền đang khá là yếu. Nhưng ngược lại, một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì đang cho thấy rằng lực hồi của cổ phiếu này khá là tốt, và vùng hỗ trợ 16.3 đã chạm đến vùng 16.3, và cổ phiếu này đang có xu thế bứt lên. Và cổ phiếu này sẽ bứt lên đâu thì trong ngắn hạn thì khả năng là vùng 18.5. Cổ phiếu này sẽ có một cái lực hồi đánh chạm về vùng 18.5, mạnh hơn có thể chạm vùng 19, nhưng mà cơ bản là sẽ chạm về vùng 18.5 trước. Thì với cổ phiếu này thì chúng ta cũng lướt lát T cộng thôi, chứ còn chúng ta đánh sóng dài thì hiện tại thì chị Hùng Lê cũng khuyên không nên, bởi vì là cổ phiếu này đã bị gãy một cái nhịp. NTL thì lại hơi xấu, phiên kết tuần lại hơi xấu khi mà không đánh được vượt thoát cái vùng 24 ở đây. Không vượt thoát cái vùng 24 ở đây và lại quay lại vùng nền 23, vùng hỗ trợ. Thì đối với NTL trong giai đoạn hiện tại thì dòng tiền đang khá là yếu, và chúng ta cần phải chờ đợi thêm thôi, chứ chúng ta không có cách nào khác. DIG. Đối với DIG, trong một kịch bản phân tích ngắn thì DIG sẽ hồi lại về vùng 14.5, và chạm vùng 14.5 thì khả năng cổ phiếu này sẽ lình xình ở đây. Lình xình ở đây thì một cái kịch bản đẹp nhất đối với mã cổ phiếu này đó là cổ phiếu sẽ test lại vùng 14.2. Đẹp nhất sẽ là test lại vùng 14.2, và từ vùng 14.2 này tích lũy 1-2 nhịp và đánh vượt thoát vùng 15 thì như thế là cái cơ hội đi tiếp của DG sẽ còn, tức là sẽ có một cái cơ hội đi tiếp đánh về vùng 15. Đánh về vùng 15 hoặc là vùng 16 thì ở đây thì cái kịch bản là ngắn thì sẽ chạm lại về vùng 15. Chắc là chỉ chạm lại về vùng 15 thôi, bởi vì hiện tại Hùng chưa nhìn thấy cái tín hiệu dòng tiền. Một số các chỉ báo kỹ thuật của DG thì hiện tại cũng chưa thực sự là mạnh.
LDG. Đối với LDG thì trong cái kịch bản phân tích của Hùng ở đây thì khả năng cổ phiếu sẽ chỉnh về đâu đó khoảng quanh vùng 9.5. Đây chỉnh về loanh quanh ở quanh vùng này, và sau đó thì tích lũy tại nền này, và sau đó thì có những cái tín hiệu kỹ thuật để đánh lên để chạm về khoảng vùng 10 11.5 đến khoảng vùng giá 12. Những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy là dòng tiền thì đang bị suy yếu, dòng tiền đang bị suy yếu và thanh khoản thì đang bị cạn cung. Đây cũng là một yếu tố khá là tốt trong cái quá trình test tích lũy của cổ phiếu, test tích lũy của cổ phiếu. Kịch bản là cổ phiếu có thể chỉnh về vùng 9.5, nhưng mà nếu mà cổ phiếu khỏe hơn thì có thể không chỉnh về vùng 9.5 và có thể đánh break bất cứ lúc nào. Thì đối với cổ phiếu này thì chúng ta cũng nốt lại để chúng ta theo dõi những cái động thái ở trong phiên để chúng ta có được những cái quyết định tốt nhất. DXG đất xanh. Thì đối với đất xanh, kịch bản mà Hùng đưa ra đó là đất xanh có thể chỉnh lại. Đất xanh có thể chỉnh lại về vùng bao nhiêu? Vùng 16.5. Từ vùng 16.5 này thì đất xanh sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Thì về cơ bản là trong tuần thì đất xanh đã có phiên ngày hôm nay này, phiên ngày 26 thì đất xanh đã chỉnh về vùng 16.5 và phiên kết tuần thì đã hút lại được về vùng giá 17. Dòng tiền ở mức độ trung bình, dòng tiền ở mức độ trung bình và sẽ cần những cái dòng tiền mạnh mẽ hơn để đánh đất xanh, để đánh đất xanh vượt được cái vùng kháng cự ngắn ở đây khoảng vùng 17.2, 17.3. Và đích đến của đất xanh ở trong nhịp này Hùng có phân tích đó là tiệm cận target vùng 19. Như vậy là đất xanh có một nhịp đánh từ 12 đến vùng 19, tức là tăng được khoảng 7.000 trên 12, tức là một cái mức tăng cũng tương đối mạnh đối với cổ phiếu đất xanh ở trong giai đoạn hiện tại, đúng không? Các anh chị cứ thử chia phần trăm đi, nó chạy một quãng như thế này thôi nhưng mà cái phần trăm tăng giá của nó rất là lớn. LGL. Đối với LGL thì chúng ta sẽ nhìn view ở trên cái biểu đồ nến tuần thì nó sẽ có một cái góc nhìn nó tổng thể hơn. Thì đối với cổ phiếu này thì vùng hỗ trợ ở đây là 9.5 đến vùng 10, và với hai cây nến tuần như thế này thì khả năng là cổ phiếu cần sẽ tích lũy lại ở những vùng thấp hơn. Ở những vùng thấp hơn thì đầu tiên sẽ là vùng chúng ta sẽ quan sát ở vùng 9.5. Nếu như thời điểm vùng 9.5 này không giữ được thì cổ phiếu này sẽ đánh chạm vùng 8, đó là chắc chắn là như vậy, bởi vì nó sẽ đánh chạm kênh và thậm chí là ở vùng 8 này thì mới thích hợp để chúng ta mua. Đối với LGL thì hiện tại chúng ta nên dành thời gian quan sát. Trong cái kịch bản mà gần Hùng có đề cập đến vùng 11 sẽ là một cái nền tảng để xác nhận cái xu thế break của cổ phiếu hay không, thì nền 11 này cổ phiếu đã không bứt qua được thì như vậy là chúng ta lại phải quay lại cái kịch bản tích lũy. L14 thì đã có những cái phiên hồi. Tuy nhiên là phiên cây nến tuần của tuần này thì nó hơi xấu khi mà cổ phiếu này tiếp tục lình xình đi ngang ở quanh vùng 59. Quanh vùng 59 59.5. Tiếp tục lình xình đi ngang ở quanh vùng 59.5, chính vì vậy nên là chúng ta với dòng tiền thì hiện tại nó cũng đang hơi yếu đối với mã cổ phiếu L14. Dòng tiền thì đang hơi yếu. Trong các kịch bản phân tích gần đây của Hùng Lê thì Hùng Lê có đánh giá rằng là cổ phiếu này sẽ hồi, tuy nhiên là lực hồi này thì hiện tại là chúng ta cần phải chờ đợi thêm, bởi vì là dòng tiền thì hiện tại đang hơi yếu với mã cổ phiếu này. VGC thì Hùng sẽ không phân tích nữa, bởi vì mã cổ phiếu đấy thì tạo lập nó vẫn đang đang làm trò thôi. Đối với mã cổ phiếu HBC, HBC thì HBC đã có một vài tuần, chính xác là khoảng tầm độ hơn 3 tuần đi ngang ở quanh cái biên ở đây là ngày vùng 13.3 đến vùng 14, và sau đó thì trong trong cái tín hiệu tuần thì HBC đã có những phiên bứt bứt nền. Bứt nền 14 với thanh khoản tương đối là tốt. Và tuy nhiên hiện tại thì sau một phiên dốc mạnh lên thì HBC đang có hai phiên test chỉnh nhẹ ở đây.
Phiên test chỉnh nhẹ Hùng đánh giá là tích cực, thì với những tài khoản nào mà chúng ta chưa có vị thế mã cổ phiếu này thì chúng ta có thể canh lại quanh vùng 14.2. Khả năng thì sang tuần tới thì những cái vùng 14.2 này và những cái vùng này thì HBC cũng sẽ có những cái điểm test lại đây, và khi đó thì chúng ta có thể canh canh mua tại vùng này. Đối với HBC thì hiện tại Hùng cũng đang nhìn thấy một cái kịch bản là cổ phiếu sẽ bắt đầu chỉnh một pha xu thế, bắt đầu chỉnh một pha xu thế, tức là từ pha xu thế giảm sang pha xu thế tăng giá. Đối với ngành ngân hàng và chứng khoán thì đối với mã cổ phiếu BID đúng không ạ, MBB và Techcombank là ba cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã liên tục phân tích khuyến nghị nhà đầu tư của chúng ta mở mua. Và trong tuần vừa rồi thì có thêm những cái mã cổ phiếu mới, những cái mã cổ phiếu mới, còn thiếu mất mã cổ phiếu VIB nữa. VIB cũng đã khuyến nghị ở trên Zoom. Đối với mã cổ phiếu VPBank hiện tại thì là rất là mạnh rồi, và trong cái kịch bản phân tích gần đây của Hùng Lê thì Hùng Lê có đề cập đến việc là VPBank có thể chạm về vùng giá 22. Từ vùng giá 22 này test chỉnh lại đâu đó đẹp đẹp ở quanh vùng giá, khoảng vùng giá đây là vùng giá 21. Test chỉnh lại quanh vùng giá 21 và từ vùng giá 21 này thì tiếp tục đánh lên. Và hiện tại thì VPBank cũng là một cái mã cổ phiếu rất là đẹp của nhóm ngành ngân hàng. Rất là đẹp của nhóm ngành ngân hàng, và target tiếp theo của VPBank có thể đạt được đó là quanh vùng giá 20 25. Như vậy là VPBank còn có cơ hội để tăng khoảng tầm độ 3.000 nữa. 3.000 nữa, ok. Đó, thì cái kịch bản tiếp theo của VPBank như vậy. Ở phiên ngày thứ 6, ở phiên kết tuần ngày hôm nay là một phiên rất là đẹp của VPBank, thì VPBank đánh được về vùng giá 22 với vốn đạt khoảng tầm gần 4 triệu cổ phiếu, như vậy là một cái tín hiệu rất là tích cực của VPBank. VIB. VIB thì phiên ngày hôm qua Hùng Lê đã có khuyến nghị các anh chị là VIB đã có những cái tín hiệu đạt điểm mua. Đạt điểm mua khi mà VIB đã có một cái nền tích lũy ngang, và khi đó thì Hùng Lê có quan sát tại thời điểm đó là VIB đang có mức giá khoảng tầm 17.6, khoảng 17.6 với khối lượng đạt, thì khi đó ông có đề cập đến việc là VIB khả năng sẽ có một cái nhịp phục hồi tại đây. Với một cái kịch bản ngắn hạn của VIB, với một kịch bản ngắn hạn của IB thì các anh chị lưu ý giúp Hùng lên, nếu những tài khoản nào đã mua ngày hôm qua rồi thì chúng ta sẽ chờ VIB về đến tài khoản, và sau một cái phiên tăng mạnh như thế này thì VIB có thể test chỉnh lại ở đây là vùng khoảng vùng 17.6. Cổ phiếu này sẽ test lại vùng 17.6, và tại vùng 17.6 này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát những cái động thái tiếp theo của VIB để chúng ta có được cái tiên lượng tiếp theo. Và nếu như vùng 17.6 này cổ phiếu không bị phá vỡ, tiếp tục tích lũy và có những cái nhịp đánh vượt thoát lại vùng 18, thì như thế là xu thế tăng giá của VIB sẽ được tiếp tục, và như thế thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích những cái target cao hơn của VIB. Tuy nhiên để lên được những cái target cao hơn thì chúng ta cần một cái điều kiện, đó là vùng 17.6 nó không bị phá vỡ. Và một cái kịch bản gần nhất đó là test chỉnh về quanh vùng 17.6 và đánh chạm vùng 19 trong ngắn hạn, thì đấy là đối với kịch bản của VIB. STB thì đã phân tích rồi, STB thì đã khuyến nghị cả nhà mở mua ở quanh vùng giá 10.5. Khi cổ phiếu về đến tài khoản rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cổ phiếu để chúng ta có được những cái kịch bản tiếp theo. HCM và SSI thì Hùng đã có phân tích, và những cái điểm khuyến nghị mua lúc nãy ở trên khi Hùng mở room Zalo cũng đã giới thiệu cho cả nhà xem rồi. HCM và SSI là hai cái mã chứng khoán tại thời điểm hiện tại Hùng đánh giá rất là tích cực và đáng để đầu tư ở thời điểm hiện tại. Đối với dầu khí thì GAT Hùng cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi. GAT hiện tại là đang có một cái nền tích lũy khá là đẹp, và chúng ta sẽ canh những cái vị thế gọi là mua gom tích lũy để cho một cái nhịp đánh, chuẩn bị cho một cái nhịp đánh mới của GAT. BSR thì hiện tại là hơi xấu, sau những cái phiên đánh mạnh lên thế này thì BSR lại trở về vùng 9.3 và tích lũy tại đây. Hiện tại thì Hùng cũng chưa nhìn thấy là dòng tiền quay trở lại để kéo cổ phiếu này lên. Một số yêu cầu của các anh chị thì có nhắn tin cho Hùng Lê là Hùng Lê hàng tuần view các cái mã cổ phiếu của ngành nhiệt điện và đặc biệt là PPC.
Thì đối với PVC thì trong một cái thời điểm hiện tại là có một cái nền đi ngang ở đây, nền đi ngang ở quanh vùng 25.3. Và cái kháng cự ngắn ở đây là vùng 27 thì chạm về vùng đây thì khả năng lại lình trình đi chỉnh thôi. PVC hiện tại cũng chưa thực sự là đủ mạnh, và cái việc mà cổ phiếu này đi ngang ở quanh cái nền tích lũy ở quanh vùng 25.5 thì khả năng vẫn còn tiếp diễn. NT2 thì sau những cái nhịp bị gãy nền ở đây thì NT2 đã bị rơi xuống về vùng hỗ trợ 23.5. Thì vùng 23.5 cũng là cái vùng hỗ trợ, gọi là vùng hỗ trợ cuối cùng đi, cứ cho là vùng hỗ trợ cuối cùng. Và cái vùng này bị phá, thì cổ phiếu này sẽ bị rơi rất là mạnh ở sau đó. Về cơ bản đối với NT2 thì hiện tại Hùng chưa có nhìn thấy một cái gọi là ánh sáng ở cuối đường hầm, bởi vì vẫn là một cái xu thế giảm giá, và những nhịp hồi này chỉ là những nhịp hồi ngắn của cổ phiếu mà thôi. GEG sau game chuyển sàn thì GEG vẫn đang có một cái nhịp đi ngang. Đi ngang ở đây là đi ngang ở quanh vùng 27, thì hiện tại là cứ đi ngang như thế này thì chúng ta cũng chưa thể tiên lượng được tiếp các cái kịch bản tiếp theo. Hòa Phát thì Hùng đã phân tích rồi. VDC là một trong những trụ đẹp, Hùng sẽ view tiếp mã cổ phiếu HVN và NCT, bởi vì ở đây cũng là cái mã cổ phiếu NCT thì vẫn là một cái nền đi ngang quanh vùng 73.5. HVN các anh chị đặc biệt lưu ý giúp Hùng Lê, đó là trong những cái kịch bản phân tích gần đây của Hùng Lê, ở những cái điểm hỗ trợ đã bị phá và hiện tại thì chúng ta sẽ còn một cái mốc ở đây là mốc 32. Hiện tại thì HVN đang khá là xấu, và cái kịch bản mà Hùng Lê đưa ra đây thì khả năng xu thế chủ đạo của HVN vẫn là một xu thế giảm giá, và khi giảm về vùng 32 thì có thể là cổ phiếu sẽ lình xình tại đây, và nếu như vùng 32 không tích lũy được thì cổ phiếu sẽ có xu thế rơi về vùng 30. Và sau đó thì chúng ta cần những cái tín hiệu kỹ thuật tốt hơn. Còn nếu không thì HVN lại có một cái nhịp rơi tiếp theo. Thì về cơ bản là cổ phiếu HVN trong giai đoạn hiện tại chúng ta không đầu tư. Họ nhà Việt theo thì chúng ta sẽ đi phân tích mã cổ phiếu VGI. VGI thì cơ bản là 2 tuần gần đây thì VGI bị mất thanh khoản và một cái nền đi ngang quanh vùng giá 30 thì Hùng cũng có những cái khuyến nghị trên team dành cho các anh chị, đó là chúng ta nếu mà chúng ta mở vị thế thì chúng ta có thể canh ở vùng 30. Tuy nhiên hiện tại lực đánh của cổ phiếu này thì đang hơi xấu và chúng ta chưa nhìn thấy những cái điểm hồi, gọi là những cái điểm bật của cổ phiếu, và khả năng thì cái tinh thần là cổ phiếu vẫn đi ngang. CTR và VTK. CTR. Đối với CTR thì trong kịch bản gần đây thì Hùng có đánh giá rằng CTR khi hồi về được đâu đó khoảng vùng 47 thì lại chỉnh giảm lại, tức là còn cái sóng C chỉnh ở đây. Để chạm về đâu đó khoảng vùng 35 tích lũy lại thì nó hợp lý hơn. Hai phiên cuối tuần thì CTR lại đang lấy lại, tức là lại đang hồi lại về đây là cái vùng kháng cự đây, vùng 48. Thì chúng ta sẽ quan sát tiếp vùng 48, những cái vị thế mở hôm mới thì hiện tại đối với CTR Hùng khuyến nghị các anh chị của chúng ta không nên tham gia, bởi vùng 48 lại trở thành một vùng kháng cự của cổ phiếu. VTK thì về cơ bản là chưa có những cái dấu hiệu đột biến, về cơ bản là vẫn đang đi ngang ở vùng 30.5. Chúng ta cũng không nên mua vị thế, bởi vì mở mua vị thế một cái cổ phiếu đi ngang thì chúng ta cũng sẽ không biết nó đi ngang đến bao giờ nó sẽ kết thúc. KDC thì Hùng cũng đã có những cái phân tích của 2 tuần gần đây, đó là KDC thì sau những cái nhịp lốc gáp, đây là những nhịp lốc gáp để chỉnh chạm về vùng 19.5. Từ vùng 19.5 này thì Hùng đang có những cái góc nhìn có khả năng là cổ phiếu này sẽ có những nhịp đánh lên. Đặc điểm của KDC là sau một cây nến tăng mạnh thì lại có khoảng 4-5 cây rũng sạch. Thì tiếp theo đây là cái vùng 20.5. 20.5 sẽ là điểm tỳ bật của cổ phiếu. Nếu như cổ phiếu này tích lũy thành công ở nền 20.5 thì cái cơ hội đi tiếp sẽ còn. Và sẽ đẩy lại
về vùng kháng cự khoảng vùng 22, khoảng vùng 22. KDF thì về cơ bản là vẫn đang đi ngang ở quanh vùng bao nhiêu đấy ạ? 30.5. Đối với KDF thì thanh khoản nó hơi thấp, chính vì vậy nên là các anh chị mà có tham gia mã cổ phiếu này thì các anh chị cũng lưu ý vùng 30.5 thì có thể tham gia, và cái đích đến khả năng là sẽ hồi lại về vùng khoảng 34 đến vùng 35. Khả năng sẽ hồi lại về đây. Họ nhà dệt may thì sẽ phân tích mã cổ phiếu TNG. TNG có một cái nền đi ngang ở quanh vùng 18 và 17.5. 17.5 đến vùng 18 thì ở cái vùng này thì chúng ta cũng có thể mở mua lấy vị thế, và sau đó thì chờ những cái tín hiệu kỹ thuật để xác nhận tiếp theo. Tuy nhiên đối với mã cổ phiếu này thì vùng kháng cự cũng khá là dài, vùng 19 trở thành một vùng kháng cự mạnh ở đây. Hiện tại thì dòng tiền chưa thực sự là tích cực đối với mã cổ phiếu này, chưa thực sự là tích cực. Hùng đánh giá rằng những cái dòng tiền nhen nhóm ở đây thì cũng chỉ là những cái phiên đánh bật ở trong phiên thôi, và sau đó thì cổ phiếu này lại có những cái phiên test trả quay trở lại vùng nền 18. Thì đối với TNG thì chúng ta cũng cần quan sát thêm, còn những anh chị nào mà chúng ta lướt lát thì chúng ta có thể canh quanh vùng 17.5. Ngành dược thì có dược Hà Tây. Đối với dược Hà Tây thì trong những cái kịch bản gần đây thì cũng có đề cập đến việc là khả năng cổ phiếu này sẽ đánh chạm về vùng 50, về vùng 50, và hiện tại thì bây giờ đang ở mốc 47. Ở trong tuần vừa qua thì dược Hà Tây có một tuần đi ngang, gần như là đi ngang ở quanh biên 47. Tín hiệu dòng tiền hiện tại thì đang hơi xấu, đang hơi xấu. Các cái điểm mua hiện tại thì chúng ta không còn những cái điểm mua nữa, bởi vì là chúng ta mua ở quanh những cái vùng này thì nó sẽ rất là rủi ro, bởi vì mã cổ phiếu dược Hà Tây thì đã có những phân tích từ rất là sớm cho các anh chị. Ngành khu công nghiệp thì khả năng là chúng ta sẽ không đi phân tích nhóm ngành này, bởi vì hiện tại là Hùng cũng chưa thấy có những cái tín hiệu nào hồi phục. D2D thì vẫn đang một cái biên đi ngang. NTC Nam Tân Uyên cũng hoàn toàn tương tự như vậy, đi ngang ở quanh vùng giá 160. SZL thì cũng tương tự như vậy, biên đi ngang vùng hỗ trợ 45, và đi ngang ở trong cái biên này là biên 45 đến 48, cũng chưa có những tín hiệu kỹ thuật xác nhận tiếp theo. BCM thì về cơ bản cũng như vậy, vẫn đang một tuần đi ngang, và cái vùng hỗ trợ ngắn của BCM ở quanh vùng giá 30. IDV thì trong tuần vừa rồi thì có một tuần giảm khá là mạnh. Như vậy là gãy cả vùng ở đây là vùng 35.5. Đối với mã cổ phiếu này thì về cơ bản là thanh khoản thấp, chính vì vậy nên là những anh chị nào mà chúng ta tham gia thì chúng ta sẽ đánh ở một cái chen dài hơn, chứ còn nếu mà chúng ta lướt lát ở ngắn thì nó cũng khá là khó. Các trụ và các blue chip thì có mã cổ phiếu BVH thường đã có khuyến nghị các anh chị chúng ta mở mua MWG, PNG, Mansan và Vinamilk. Đối với Vinamilk thì chúng ta đã khuyến nghị ở trên Zoom. Có nên bật lại Zalo không nhỉ? Thôi không bật lại nữa, bởi vì những cái tin nhắn chém gió khá là khó chịu. Vinamilk thì sau một cái nền ở đây, đó là cái nền tích lũy ở vùng 119 đến vùng 121. Và trong tuần khi mà cổ phiếu này đã có những phiên bứt qua cái nền này, và đặc biệt là qua cái điểm ở đây, đấy là một điểm 124. Trong phiên ngày 23 tháng 9 thì Hùng đã có những khuyến nghị ở trên Zoom. Và trong team của Hùng Lê thì tất cả những anh chị đã mua Vinamilk thì hiện tại là cổ phiếu đã về đến tài khoản, và Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị là target tiếp theo của Vinamilk sẽ đạt được ở khoảng vùng giá 130.
sẽ đạt được ở vùng giá 130. Thì trong tuần Vinamilk đã đánh về vùng 130, và trong phiên kết tuần thì Vinamilk đã có một phiên test tích lũy khá là đẹp khi mà có những nhịp chỉnh giảm về quanh vùng 129. Thì đối với hiện tại Vinamilk là một trong những cái trụ rất là đẹp. Vinamilk là một trong những trụ rất là đẹp, và trong team của Hùng Lê thì cũng đã mua và đang nắm giữ mã cổ phiếu này. Thì kịch bản mà Hùng Lê phân tích đó là khi về đến vùng giá 130 thì khả năng là cổ phiếu này sẽ có những phiên test chỉnh. Những phiên test chỉnh, và bây giờ test chỉnh đẹp nhất là khoảng quanh về vùng 128.5. Nếu sâu hơn thì sẽ về quanh vùng 128, còn nếu không thì là sẽ quanh vùng 128.5. Sẽ kéo như thế này, đó, sẽ kéo về quanh 128.5, và từ 128.5 này thì cổ phiếu Vinamilk sẽ tiếp tục đánh. Kỳ vọng tiếp theo là Vinamilk sẽ đánh chạm vùng 135. Kỳ vọng tiếp theo là Vinamilk sẽ đánh chạm vùng 135 ở đây, tức là cái vùng kháng cự tiếp theo của Vinamilk sẽ là ở 135. Đối với những tài khoản đang nắm giữ Vinamilk thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ, bởi vì Vinamilk sẽ trở thành một cổ phiếu tâm điểm của thị trường. Nếu chúng ta nhìn ở trên biểu đồ đến tuần thì Vinamilk có một tuần tăng giá tốt, và chúng ta sẽ kỳ vọng Vinamilk tăng đâu đó được khoảng vài tuần. Như vậy thì cũng sẽ rất là ok. Công nghệ thì có FPT Hùng phân tích rồi, chúng ta sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu CMG. CMG thì đã chạm kênh chưa? Chạm kênh rồi, CMG chạm kênh, chạm vùng tích lũy ở đây 36.5. Thậm chí là có thể là 36. Ok, có thể là thậm chí là cổ phiếu này sẽ đánh chạm vùng 36, thanh khoản hiện tại đang khá là thấp thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát mã cổ phiếu này thôi, quan sát thôi. Các cái điểm mua vị thế quanh vùng 36 thì khả năng Hùng, theo Hùng là chúng ta chưa nên mua. Chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu xác nhận đẹp hơn thì chúng ta sẽ mua. Hùng đã phân tích mã cổ phiếu CMX trước. CMX thì trong tuần vừa rồi thì CMX lại hơi xấu, và CMX bị gãy nền đường MACD tiếp tục mở rộng. Các chỉ báo kỹ thuật khác thì đang cho thấy CMX đang rơi rất là mạnh. Đó, tức là cái vùng hỗ trợ ở đây là vùng 27 thì đã bị gãy, và chính vì vậy nên những cái vùng hỗ trợ bị gãy đi thì cổ phiếu thường là sẽ rơi rất là mạnh ở sau đó, các anh chị lưu ý. Đối với DGWK là một cái mã cổ phiếu về ngành công nghệ, và Hùng cũng đã có những phân tích khuyến nghị quanh vùng giá 23. Những kịch bản mà Hùng phân tích ở đây đó là sau khi mà chạm về đây thì đã có những cái phiên test chỉnh về vùng 24.3, 24.6 ở đây, và từ cái vùng test chỉnh này, từ vùng test chỉnh này thì cổ phiếu DGWK sẽ đánh chạm vùng 27. Target tiếp theo của cổ phiếu sẽ là vùng 27. Sau hai phiên hết sức là tích cực thì DGWK đã có một phiên test chỉnh về quanh vùng giá 25. Như thế này Hùng đánh giá rất là tích cực. Đối với những tài khoản đã mua theo những cái khuyến nghị của Hùng Lê và đang nắm giữ mã cổ phiếu DGWK thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ, và đây cũng sẽ là một cái mã cổ phiếu tâm điểm đáng để đầu tư và tâm điểm của thị trường trong thời gian tới. Các anh chị lưu ý là như vậy. Nó cũng không khác gì FPT đâu, nó cũng ngang ngửa với FPT đấy. Bởi vì là nếu mà chúng ta view ở một cái view ở gần hơn, tức là cổ phiếu này đã có một nhịp đánh dẫn ở đây, xong này rũ hết sạch sẽ toàn bộ, và sau đó thì dòng tiền tiếp tục kích hoạt trở lại để đánh cổ phiếu này lên những cái vùng target cao hơn, thì đó là những cái tín hiệu rất là tốt đối với các cái mã cổ phiếu mạnh. Những cái mã cổ phiếu mạnh và mã cổ phiếu đáng để đầu tư thì Hùng Lê liên tục là nhấn mạnh cho các anh chị. GVR thì về cơ bản chưa có gì, vẫn nền tích lũy đi ngang. DRC thì đối với kịch bản của DRC thì Hùng đã có phân tích rồi. Từ vùng giá 21.5 này sẽ đánh chạm vùng 25. Về cơ bản là khi về đến vùng 24 thì đã mất một tuần, cổ phiếu này không vượt thoát được. Thì các anh chị lưu ý là những cái nhịp test chỉnh của cổ phiếu, nó test chỉnh về mặt kỹ thuật, tức là vùng 23.5 đến vùng 24, đó là những nhịp test chỉnh kỹ thuật không được gãy trong một cái trend đi lên. Không được gãy trong một trend đi lên. Còn nếu như bị gãy rồi thì như thế là cái đích đến của 25 nó sẽ không đạt được, các anh chị lưu ý như vậy. Nhưng ngược lại là ở trong cái nền tích lũy này nó không bị gãy thì từ cái nền tích lũy này nó sẽ đánh
lên vùng 25 đó. Như vậy phân tích kỹ thuật là chúng ta phải bám những cái tín hiệu kỹ thuật hàng ngày để chúng ta có thể có những cái tiên lượng về cái đường đi của cổ phiếu là như vậy. SRC thì hiện tại là bị mất thanh khoản. SRC bị mất thanh khoản thì Hùng sẽ bỏ cái cổ phiếu này đi. Mất thanh khoản thì chúng ta cũng sẽ không theo dõi nó nữa. PHR là một mã cổ phiếu mà trong team của Hùng Lê và trong Zoom thì cũng đã có những cái đánh giá khi mà cổ phiếu này đã có những cái phiên bứt nền 56 đây phiên ngày hôm nay, thì Hùng cũng đã có khuyến nghị các anh chị của chúng ta có thể canh vị thế quanh vùng 56, thậm chí có thể vùng 57 để chúng ta mở mua. Không biết hiện tại là các anh chị chờ Hùng một tí để Hùng xem là những cái room chém gió nó đã hết chém chưa. Đây, trong cái phiên ngày, đây là view của ngày bao nhiêu, để Hùng xem lại, xem là view của ngày 25 tháng 9, tức là kết phiên ngày thứ tư. Khi kết phiên ngày thứ tư thì Hùng đã có cái view của cổ phiếu PHR đạt tín hiệu khi mà cổ phiếu này đánh qua mốc 56, các tín hiệu ngắn hạn đều khá đẹp vào ngày mai. Tức là phiên ngày thứ 5 thì Hùng khuyến nghị các anh chị là canh các cái nhịp nhún, mua ngay, không bị chậm T cộng, và cổ phiếu này có thể có những phiên test trả lại quanh vùng giá 57. Đó, thì Hùng, tất cả những cái gì mà Hùng Lê phân tích và Hùng Lê nói thì nó đều có ở trên này. Và Hùng cũng phải mở lại như thế để cho các anh chị xem, không các anh chị lại có một số anh chị thì bảo là Hùng Lê toàn nói sau, ví dụ như vậy thì nó cũng không hay. Thì trong đây là cái phiên ngày thứ tư thì Hùng đã nhìn thấy có những cái tín hiệu kỹ thuật khá là đẹp, và sau đó thì Hùng khuyến nghị các anh chị là chúng ta mua ngay ở trong phiên này để chúng ta không bị chậm T cộng, quanh vùng giá 57 cộng trừ, thì Hùng đánh giá rằng là có thể quanh vùng 57 cộng trừ thì cổ phiếu này có thể test chỉnh lại. Thì về cơ bản là PHR đã hoàn thành cái nền tích lũy ở đây, là nền tích lũy từ 52.5 và đến vùng 56, và sau đó thì các tín hiệu kỹ thuật và dòng tiền hiện tại thì đang khá là ok. Thì về cơ bản là cổ phiếu này sẽ đánh về lại, theo Hùng Lê thì cổ phiếu này sẽ đánh chạm lại về vùng kháng cự mạnh ở đây, là khoảng vùng giá bao nhiêu đấy ạ? Khoảng vùng giá 68, như vậy là từ vùng 57 và đánh chạm vùng 68 đó, thì đâu đó tăng được khoảng 11.000 đúng không cả nhà? Ok, đối với mã cổ phiếu PHR như vậy. Với những tài khoản mà chúng ta muốn tham gia mã cổ phiếu này thì nó hơi bị chậm rồi, bởi vì là phiên ngày hôm nay là phiên đã đánh chạm vùng 60, đã đánh chạm vùng 60 thì như thế là chúng ta đã bị chậm chân rất là nhiều so với những cái vùng mà Hùng Lê khuyến nghị là mất 3.000. Mía đường thì chúng ta sẽ có cổ phiếu SBT. Đối với SBT, một tuần đi ngang như thế này thì cũng khá là khó để phán đoán các cái xu thế tiếp theo. Thì trong cái kịch bản tuần trước thì cũng có đưa ra là khả năng cổ phiếu này sẽ có những nhịp test chỉnh về quanh vùng 17.5.
Từ vùng 7.5 này thì cổ phiếu tích lũy trở lại và sau đó thì sẽ có những nhịp đánh về đâu đó chạm vùng 19, nhưng mà cổ phiếu này cũng không chỉnh, không tăng, cũng không giảm và đi ngang, chọn cái phương án đi ngang. Thì về một phương án đi ngang như này thì vì thế những tài khoản mà chúng ta đang nắm giữ thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ thôi, và chúng ta lưu tâm cái vùng hỗ trợ đây là vùng 10, vùng 17.5 của cổ phiếu sẽ là cái vùng mà sẽ quyết định cái xu thế đi tiếp theo của cổ phiếu này. Đầu cơ thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cơ bản thôi. BCG, BCG thì hiện tại cũng đang tăng khá là tốt. Tuy nhiên là những cái điểm mua đối với mã cổ phiếu này thì cũng không có khuyến nghị, và hiện tại thì BCG đang có xu thế đánh đánh vượt cái đỉnh ngắn ngắn này thì nó đã vượt rồi. Cái đỉnh mà ngắn ngắn ở đây tức là đỉnh 8 này này. Đỉnh 8 này là đỉnh của cái đỉnh ngắn nhất và đã đánh vượt qua, thì hiện tại xu thế của BCG đang khá là tốt, khá là ok, và có thể có những phiên test chỉnh về quanh vùng 8.5. Những anh chị mà yêu thích mã cổ phiếu đầu cơ thì có thể quanh canh ở vùng 8.5 thôi, chứ còn đối với mã đầu cơ thì các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ mua một cái tỷ trọng để đảm bảo tài khoản của mình. TCH thì cái mã cổ phiếu TCH này là nếu mà chúng ta xem lại lịch sử thì đánh cũng rất là dị, và gần như là cái cách đánh thì gần như rũ bỏ hết tất cả các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ đeo bám theo. Vùng giá mà Hùng khuyến nghị ở quanh vùng 22.5 đến vùng 23, hiện tại thì cổ phiếu đã có những phiên đánh gần chạm vùng 25. Nếu chúng ta xem ở trên biểu đồ đến tuần thì như vậy là TCH đang có 3 tuần giao dịch hết sức là tích cực và thoát khỏi kênh. Thì về cơ bản là mục tiêu tiếp theo của TCH có thể đánh chạm vùng 26, mà mạnh hơn thì có thể đánh chạm vùng 28. Thì đấy là những cái target mà có thể đạt được của cổ phiếu. Tất nhiên là để đạt được những cái này thì những cái yếu tố kỹ thuật tiếp theo chúng ta cần phải quan sát. Khi mà TCH đã chạm được cái vùng này, tức là như vậy là nó lại tạo thành một vùng ở đây khoảng vùng 23.8 và biên tích lũy khoảng vùng 24.5. Đó, và như vậy là cổ phiếu đang có xu thế tích lũy đi ngang ở quanh vùng này. Đấy gọi là xu thế tích lũy cấp 2. Ví dụ như vậy, đây là xu thế tích lũy cấp 1, đây là xu thế tích lũy cấp 2. Những cái phiên test chỉnh ở quanh vùng 24 thì Hùng đánh giá khá là tích cực đối với mã cổ phiếu này. Vùng 24. TCH cũng là một mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta đầu tư. AGR. Đối với AGR thì trong phiên ngày hôm qua thì Hùng cũng đã có AGR. Cũng có đánh giá là trong phiên ngày hôm qua thì cũng có đánh giá là AGR đã chạm vùng hỗ trợ 4.15. Phiên nay có cầu vào thì có thể mua, và đây là một mã cổ phiếu mang tính đầu cơ, vì vậy nên Hùng cũng có những cái cảnh báo dành cho quý anh chị nhà đầu tư. Thì trong phiên ngày hôm qua thì trong phiên ngày hôm qua thì cổ phiếu này gần như đã chạm về vùng hỗ trợ đây là vùng 4.15, và đã có một cái điểm đánh đẩy giá lên, một số các tín hiệu dòng tiền thì đang được hồi lên, và một số các chỉ báo kỹ thuật thì Hùng đang nhìn thấy là có khả năng là sẽ có lực hồi từ vùng 4.15. Hùng cũng đã có khuyến nghị. Và trong cái nhịp đánh này thì cơ bản là lại chạm về lại vùng 4.8. Đó, một cái nhịp hồi từ 4.15 có thể đánh chạm về vùng 4.8 của nhịp đánh này đối với mã cổ phiếu AGR. Một số các cái mã cổ phiếu mới lên sàn thì Hùng không phân tích, và Hùng sẽ phân tích các cái mã cổ phiếu khác cơ bản tốt hơn. PC1. PC1 thì là một cái mã cổ phiếu mà Hùng cũng đã có những cái phân tích đánh giá cho anh chị em của chúng ta ở quanh vùng nền 18. Đây, vùng nền tích lũy đây là vùng nền 17.5 đến vùng nền 18, và kịch bản là đánh chạm vùng 21. Từ vùng nền tích lũy này thì đánh chạm vùng 21, và từ vùng 21 này thì cổ phiếu cần phải chỉnh giảm lại. Từ vùng 21 này thì cổ phiếu cần phải chỉnh lại, giảm lại, và trong kịch bản của Hùng Lê đó là vùng 19.5. Thì trong tuần thì
PC1 không giảm chỉnh về vùng 19.5 và sau đó thì lại đánh lại vùng đỉnh cũ. Thì về cơ bản là đây là một phiên phân phối cũng khá là mạnh, thì chúng ta sẽ cần phải quan sát thêm cổ phiếu này ở quanh vùng 20.5. Quanh vùng 20.5 tức là ở cái điểm mà cổ phiếu này test tích lũy lại ở đây. Về cơ bản tín hiệu thì Hùng đánh giá rằng là khả năng là cổ phiếu này cần sẽ chỉnh lại về vùng 19.5, và tại vùng 19.5 này tích lũy trở lại thì chúng ta mới hoàn thành được tiếp cái target vùng 23. Vùng target 23, các cái điểm mua của PC1 thì hiện tại nó không còn nữa bởi vì là nó đã đi rất là xa rồi. GX. Đối với GX cũng là một cái mã cổ phiếu cơ bản tốt ở trong cái thời điểm hiện tại. Khi mà GX đã đánh từ vùng 19 và sau đó đánh chạm vùng 23. Thì kịch bản cùng lên là từ vùng 23 này thì cổ phiếu cần phải chỉnh lại. Chỉnh lại đây này, cái chỗ mà Hùng đang vẽ đây. Thì như vậy là khoảng canh nền 22 đi. Đó, cổ phiếu cần phải chỉnh lại quanh nền 22 và từ nền 22 cổ phiếu này tích lũy. Tại đây, tích lũy thành công thì như vậy là cơ hội mà cổ phiếu này sẽ đi tiếp là còn. Và trong tuần thì cổ phiếu này đã gần chạm về đến vùng 22. Có khi là phiên này đã chạm vùng 22 và sau đó thì có một phiên cạn vol và sau đó thì phiên ngày thứ 6 thì đã hút cầu và đưa cổ phiếu này trở lại về vùng 22.7. Như vậy là nó khá là tốt. Và một cái kịch bản mà ông đánh giá tiếp theo là có thể là cổ phiếu này sẽ đánh chạm vùng 24 ở trong nhịp đánh này, tức là cứ túc tắc vậy đi, cổ phiếu này thì cứ túc tắc vậy đi thôi. Những cái điểm mua chính là những cái điểm mà cổ phiếu test chỉnh về vùng 22 và hiện tại thì cổ phiếu này đã có một phiên đánh lên như vậy thì những cái điểm mua đẹp đã bị mất đi, anh chị lưu ý. Nếu mà chúng ta view ở trên tổng thể, ở trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta cũng thấy rằng là cổ phiếu này đang có những cái lực hồi, cái tuần hồi khá là tốt. Tuy nhiên là GX thì cái thanh khoản của GX nó cũng không thực sự là lớn nên là chúng ta cũng hết sức là lưu tâm. Di Hùng phân tích rồi, Bình Minh Hùng phân tích rồi. TNA có gì vui không ta? TNA thì chúng ta sẽ phải nhìn view ở trên cái biểu đồ đến tuần thì chúng ta sẽ ok hơn. TNA có một cái vùng kháng cự ở vùng 14 và hiện tại thì cổ phiếu này đang có một cái sóng đi như này, sóng đi lên. Đối với TNA thì Hùng cũng nhìn thấy là khả năng cổ phiếu này cũng khá là ok. Và vùng khuyến nghị chúng ta tham gia, chúng ta có thể canh ở quanh vùng 13. Và rủi ro thì đương nhiên chúng ta sẽ tùy từng cái quản trị rủi ro của các anh chị, và chúng ta có những nhà đầu tư thì sẽ cắt lỗ khi mà bị sẽ bị lỗ 7% đến 10% thì mọi người sẽ bán, thì tùy cái khẩu vị của chúng ta thì chúng ta có cái phương pháp quản trị rủi ro tài khoản đối với TNA như vậy. NTP cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng cũng có đề cập và phân tích cho cả nhà trên Zoom. Thì về cơ bản là vùng 31 đến vùng 35 thì Hùng đã nhìn thấy ở đây một cái nền tích lũy khá là dài. Tuy nhiên cổ phiếu này thì thanh khoản hơi thấp cả nhà nhé, cả nhà lưu ý. Sau đó có một nhịp đánh dẫn lên và rũ lại toàn bộ, và sau đó thì lại đang có những cái tín hiệu kỹ thuật, và cái vùng mà khuyến nghị ở đây là 36.3. Vùng 36.3 này thì chúng ta có thể đặt mở mua vị thế. Sau khi mở mua vị thế thì chúng ta sẽ chờ cổ phiếu về đến tài khoản và chờ những cái phiên mà cổ phiếu này đánh vượt thoát vùng 40 với giá và vol xác nhận và các cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận thì như vậy là chúng ta sẽ mở mua hết ở trong cái phiên này. Kháng cự ngắn ở đây sẽ là 40, nếu mà chúng ta xem ở trên biểu đồ đến ngày thì nó khá là rích rắc. Chính vì vậy nên là chúng ta cần xem ở trên biểu đồ đến tuần với những mã cổ phiếu này. TNG thì Hùng đã phân tích rồi. CVT đối với CVT thì Hùng cũng đã có khuyến nghị ở trên Zoom.
CVT 2 ngày. CVT cách đây một ngày thì đúng hơn. CVT trong bản tin ngày hôm qua, tức là trong trong bản tin hôm qua thì CVT đã cho điểm mua vị thế của trong phiên hôm nay và có thể canh canh vùng 21 đến 21.5, tức là trong lúc đó khoảng tầm độ 10 giờ hơn một tí, 10 rưỡi. Thì đối với CVT thì chúng ta sẽ có một cái view nó hơi hơi dài dài hơn một tí như thế này. Tức là CVT hiện tại thì cũng đang đi theo những cái sóng hình sin, và phiên ngày hôm qua thì là một cái phiên mà khi đó cũng quan sát thấy có những cái tín hiệu kỹ thuật mà cổ phiếu này đạt điểm mua, thì cũng đã khuyến nghị dành cho các anh chị chúng ta mở mua vị thế. Trong một cái đích ngắn hạn, những điểm ngắn hạn thì CVT có thể sẽ chạm lại về vùng 23. Khi chạm về vùng 23 này thì khả năng cổ phiếu, chắc chắn là cổ phiếu này sẽ có những cái điểm lình xình ở quanh vùng 23. Sẽ có những cái điểm lình xình ở đây quanh vùng 23, và từ vùng 23 này thì chúng ta sẽ quan sát các tín hiệu kỹ thuật tiếp theo của mã cổ phiếu CVT. Thì về cơ bản là CVT thì cũng chỉ đánh lướt T cộng thôi, chứ còn nếu mà đánh sóng dài, chen dài thì hiện tại thì cũng chưa có nhìn thấy chen dài của mã cổ phiếu này. Ok, như vậy là chúng ta vừa đi phân tích lại toàn bộ tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như là chúng ta có những cái góc nhìn xu thế thị trường trong tuần mới và phân tích lại toàn bộ danh mục các cái mã cổ phiếu. Thì Hùng Lê cũng rất là vui khi các anh chị đã về đồng hành với team của Hùng Lê trên kênh YouTube Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Mà một điều rất là đặc biệt đó là cái số lượng người đăng ký kênh thì đang ngày một tăng lên, và Hùng Lê cũng nhận được khá là nhiều những cái lời chia sẻ động viên của cộng đồng nhà đầu tư dành cho bản thân cá nhân Hùng Lê. Và Hùng Lê cũng trân trọng kính mời tất cả những anh chị em mà có những góc nhìn, có những quan điểm chung của Hùng Lê, thì Hùng Lê cũng mời các anh chị về team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VBS để cùng tham gia đồng hành với Hùng Lê ở trên team Zalo, ở trên room Zalo, room VBSN01, để chúng ta cập nhật những cái mã cổ phiếu mới nhất, đồng thời cập nhật tình hình về thị trường cũng như tình hình về cổ phiếu. Còn về cơ bản, tất cả những anh chị em mà đã đồng hành với team của Hùng Lê ở trên kênh YouTube thì tất cả những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê phân tích, không phân tích ở trong danh mục thì các anh chị vui lòng comment dưới các bản tin hàng tuần. Các anh chị vui lòng comment dưới các bản tin hàng tuần và Hùng Lê sẽ dành thời gian để Hùng Lê phân tích, để Hùng Lê trả lời cho các anh chị trong những cái góc nhìn tốt nhất có thể dưới góc nhìn của Hùng Lê. Còn về thị trường trong tuần mới, Hùng Lê đánh giá rằng tuần mới sẽ là một tuần giao dịch hết sức là tích cực của thị trường, và mốc 1.000 điểm là mốc mà chúng ta sẽ hướng tới. VN Index của chúng ta có nhiều yếu tố, nhiều cơ hội để đánh vượt mốc 1.000 điểm và thậm chí có thể đánh chạm mốc 1.110 điểm. Đó là cái đích mà Hùng Lê kỳ vọng ở trong tuần mới. Số 1010 cũng là một cái số rất là đẹp. Ok. Bản điểm tin tuần này đến đây là hết. Xin chào tạm biệt cả nhà, và Hùng Lê sẽ hẹn gặp lại cả nhà trong các cái bản tin tiếp theo. Chúc quý anh chị nhà đầu tư có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và bên gia đình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.